Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine phá hủy trực thăng Ka-32 Nga ở ngay mặt Tư Khoa. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine destroys Russian Ka-32 helicopter in Moscow. Video. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng cục tình báo Ukraine gọi tắt là HUR tuyên bố đã phá hủy một máy bay trực thăng đa năng Ka-32 của Nga tại phi trường Ostavievo ngay trong phạm vi thành phố Makhachkala. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Bảy 27 tháng 4, phát ngôn nhân cục tình báo quân đội Ukraine, thượng úy Andriy Yusov cho biết, vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng thứ Sáu 26 tháng 4, đơn vị thiết bị hàng không bị phá hủy đã được nhà nước xâm lược sử dụng vì lợi ích của trung tâm hàng không Makhachkala, đặc biệt là để hỗ trợ các hoạt động của quân đội xâm lược Nga. Một đoạn video lan truyền trên các mạng xã hội của Nga cho thấy một đám cháy bùng lên bên trong cabin của trực thăng. Yusov cho biết máy bay đã bị đốt cháy. Tuyên bố cũng lưu ý rằng phi trường này được vận hành chung với Gazpromavia, một phần của Gazprom, là tập đoàn khí đốt khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước của Nga. Cả hai đều đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào Ukraine. Hãng truyền thông Ukraine NV trích dẫn nguồn tin từ HUR đưa tin rằng chiếc máy bay bị phá hủy thuộc về Bộ Quốc phòng Nga và được sử dụng để hỗ trợ trên không cho quân đội Nga, bao gồm các hoạt động hậu cần và di tản. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại của tình báo Ukraine ở sâu bên trong nước Nga, bao gồm cả những vụ nhắm vào Mạc Tư Khoa. Kyiv đã tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, làm cản trở cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa và làm dấy lên lo ngại về tác động lên giá năng lượng toàn cầu. Các quan chức Ukraine không phải lúc nào cũng xác nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù họ đã nhiều lần bảo vệ quyền tự do tiến hành các hoạt động như vậy, bất chấp sự phản đối của quốc tế, bao gồm cả Mỹ. Dần dần, chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga, tới các trung tâm và căn cứ quân sự mang tính biểu tượng của nước này, và đây là một quá trình tất yếu, tự nhiên và hoàn toàn công bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào mùa hè năm 2023, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Mạc Tư Khoa. Những cuộc tấn công như vậy ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua. Ví dụ, vào ngày 16 tháng 4, Israel đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy sản xuất máy bay ném bom ở miền đông nước Nga. Vào ngày 5 tháng 4, một cuộc tấn công qua đêm nhằm vào phi trường Morozovsk của Nga, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 960 km và được cho là có các máy bay ném bom chiến thuật bao gồm Sukhoi Su-24 và Su-34 mà Mạc Tư Khoa thường xuyên sử dụng để nhắm vào các vị trí tiền tuyến ở Ukraine. Các phi trường là mục tiêu ưu tiên của Kyiv. Đầu năm nay, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn vào phi trường Belbek gần thành phố cảng Sevastopol ở rìa phía tây Crimea. Và vào tháng 8 năm 2022, một chuỗi vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ở phía tây Crimea đã làm hư hại nhiều chiến đấu cơ của Nga. Kyiv tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay ném bom Su-34, chiến đấu cơ Su-35 và ít nhất một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 trong năm nay. Tổng cộng, Kyiv tuyên bố đã bắn rơi 347 máy bay Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Ba Lan cảnh báo Nga sẽ thua trong cuộc chiến với NATO. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia would lose a war with NATO, Poland warns. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski hôm thứ Năm cho biết cuộc chiến giữa nước Nga của Vladimir Putin và NATO sẽ kết thúc với thất bại tất yếu của Mạc Tư Khoa. Sikorski nói trong bài phát biểu trước Sejm, Hạ viện của Quốc hội Ba Lan,
Không phải chúng ta, phương Tây, nên lo sợ một cuộc đụng độ với Putin, mà ngược lại Putin phải sợ chúng ta mới đúng. Cần nhắc nhở điều này không phải để làm tăng cảm giác về mối đe dọa cho người Nga, bởi vì NATO chỉ là một hiệp ước phòng thủ, không phải một hiệp ước tấn công. Nhưng nhắc nhở điều đó để chứng tỏ rằng một cuộc tấn công của Nga nhằm vào bất kỳ thành viên nào của liên minh sẽ dẫn đến hậu quả không thể tránh khỏi của Nga là bị đánh bại. Sikorsky, người phụ trách đưa ra tầm nhìn cho Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về chính sách đối ngoại của chính phủ mới, cho biết tiềm năng quân sự và kinh tế của Nga là quá yếu so với phương Tây. Vì NATO có số quân nhân nhiều gấp 3 lần lực lượng không quân, tài nguyên và số lượng tàu gấp 4 lần so với Nga. Ông cảnh báo, hy vọng duy nhất của Putin là sự thiếu quyết tâm của chúng ta. Các đồng minh phương Tây và các quan chức quân sự hàng đầu ngày càng lo lắng về nguy cơ bạo lực lan tỏa từ cuộc xâm lược toàn diện đang diễn ra của Putin ở Ukraine, khi nhà lãnh đạo Nga tiếp tục đưa ra các mối đe dọa hạt nhân không cần che giấu đối với phương Tây và cất giấu vũ khí nguyên tử ở Belarus, giáp biên giới với các thành viên NATO, Ba Lan, Lithuania và Latvia. Sikorsky trở lại vị trí ngoại trưởng sau thành công của Tusk trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm ngoái, đánh bật Đảng Luật Pháp và Công lý, gọi tắt là PIS, theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan sau 8 năm nắm quyền. Kể từ đó, chính quyền trung hữu của Tusk đã cố gắng hủy bỏ chính sách PIS trong nhiều năm, cam kết khôi phục các tiêu chuẩn dân chủ trong nước và cải thiện quan hệ với Brussels. Tusk gần đây đã cảnh báo rằng Âu Châu đang ở trong thời kỳ tiền chiến tranh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, trước khi sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa phía trước. Và mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình nếu NATO quyết định tăng viện cho sườn phía đông của nước này. Hôm thứ Năm, Sikorsky đã chỉ trích chính sách đối ngoại của chính phủ cũ, gọi đó là một loạt các giả định sai lầm về ý thức hệ, những ý tưởng tồi, những quyết định sai lầm và thiếu sót. Nó dẫn đến tổn thất tài chính, mất uy tín, làm suy giảm quan hệ đối ngoại và đẩy Ba Lan ra rìa trong các cuộc tranh luận quan trọng nhất ở Liên minh Âu Châu cũng như ở NATO. Sikorsky cho biết, trong khi chính phủ trước chọn con đường đối đầu, thì chính phủ mới sẽ có những ưu tiên khác, hướng tới việc Ba Lan đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu Châu vào nửa đầu năm 2025. Ông nói, sự phát triển và an ninh của Ba Lan phải dựa trên hai trụ cột: hợp tác xuyên Đại Tây Dương, được duy trì độc lập với các quyết định của cử tri Mỹ và hội nhập Âu Châu. Ông nói, ám chỉ khả năng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và người hoài nghi NATO Donald Trump sẽ quay trở lại Tòa Bạch Ốc và tác động tiềm tàng đối với liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Ba Lan đang nhanh chóng trở thành cường quốc quốc phòng và là nước chi tiêu quân sự lớn thứ 14 trên thế giới, sau khi tăng chi tiêu ở mức khổng lồ 75% trong giai đoạn 2022-2023 lên 31,6 tỷ Mỹ Kim, theo dữ liệu công bố trong tuần này của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Chiến tranh Ukraine mới nhất, Mỹ bí mật cung cấp cho Ukraine 100 ATACMS, Đan Mạch công bố viện trợ quân sự bổ sung cho Kyiv. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine War Leaders, US Secretly Provides Ukraine with 100 ATACMS. Denmark announces additional military aid for Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quốc hội Đan Mạch đã đồng ý bổ sung 4,4 tỷ kroner Đan Mạch, tức là 633 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho quỹ Ukraine của nước này vào năm 2024. Bộ Ngoại giao Đan Mạch tuyên bố vào ngày 25 tháng 4. Với số tiền bổ sung này, tổng tài trợ cho hỗ trợ quân sự của quỹ Đan Mạch Ukraine trong giai đoạn 2023-2028 sẽ lên tới 64,8 tỷ kroner Đan Mạch hay 9,3 tỷ Mỹ Kim. Hầu hết số tiền này dành cho năm 2024 đã được phân bổ, khiến các nghị sĩ Đan Mạch phải bổ sung thêm 633 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Poulsen cho biết,
Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Đan Mạch đã là một trong những quốc gia tài trợ tích cực nhất. Chúng ta phải tiếp tục như vậy. Và đó là lý do tại sao tôi rất vui khi phần lớn các đảng trong Folketing ủng hộ chúng tôi bổ sung thêm 4,4 tỷ kroner Đan Mạch vào quỹ Ukraine để hỗ trợ quân sự vào năm 2024. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải thể hiện với người Ukraine rằng chúng ta ủng hộ họ trong tình hình nghiêm trọng hiện nay. Hỗ trợ quân sự của quỹ Ukraine sẽ được sử dụng để chi trả cho việc cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và nỗ lực huấn luyện. Điều này bao gồm, trong số những thứ khác, việc mua thiết bị và vũ khí của ngành công nghiệp quốc phòng Đan Mạch và nước ngoài, bên cạnh các khoản đóng góp tài chính hợp tác với các nước khác. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, là cơ quan theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Kiev, cam kết khoảng 8,4 triệu euro, tức là 9 tỷ Mỹ Kim tính đến tháng Giêng năm 2024. Với 2,3% GDP, Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai tính theo tỷ lệ phần trăm trong GDP. Tờ New York Times cho biết, Mỹ đã bí mật gửi Ukraine hơn 100 ATACMS vào tuần trước. Tờ New York Times ngày 25 tháng 4 đưa tin, Mỹ đã bí mật vận chuyển hơn 100 hỏa tiễn ATACMS tầm xa tới Ukraine vào tuần trước. Một số trong số đó đã được triển khai ngay lập tức và sử dụng để tấn công căn cứ không quân Dunkirk ở bán đảo Crimea bị tạm chiếm. Washington hôm 12 tháng 3 công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu Mỹ Kim cho Kyiv trong khi Quốc hội tranh luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine. Vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho nhóm của ông đưa ATACMS tầm xa vào gói hàng, thực hiện nó một cách bí mật vì lý do an ninh và để duy trì yếu tố bất ngờ cho Ukraine. Reuters đưa tin hôm 24 tháng 4, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khác cho biết, chính những hỏa tiễn này đã tấn công phi trường ở Dunkirk vào ngày 17 tháng 4. Tình báo quân sự Ukraine ngày 18 tháng 4 cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy 4 bệ phóng S-400, 3 trạm radar, một sở chỉ huy các hoạt động phòng không và thiết bị giám sát không gian Vandenberg-M trong cuộc tấn công. Thượng nghị sĩ Roger Wicker của Mississippi, thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân vụ, cho biết trong một tuyên bố được New York Times trích dẫn, những cuộc tấn công này đã chứng minh một lần nữa rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường khi được cung cấp các công cụ phù hợp. Nghị viện Âu Châu lên án cuộc bầu cử của Putin là bất hợp pháp. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề European Parliament condemns Putin's election as illegitimate. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Hôm 25 tháng 4, Nghị viện Âu Châu đã thông qua với tỷ số áp đảo một nghị quyết lên án cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 của Putin là bất hợp pháp. Chính quyền Nga đã tổ chức bầu cử tổng thống từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tại Nga, cũng như các khu vực thuộc Ukraine bị tạm chiếm. Cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày dẫn đến 87,2% phiếu bầu nghiêng về Putin. Nó được nhiều người coi là không tự do và công bằng, và nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã từ chối gửi lời chúc mừng tới Putin. Thay vào đó, chọn chỉ trích hoàn cảnh cuộc bầu cử được tổ chức. Ukrainiform báo cáo rằng, nghị quyết của Nghị viện Âu Châu kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu và cộng đồng quốc tế không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Nga là hợp pháp, vì chúng được tổ chức tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm bất hợp pháp của Ukraine và thậm chí ngay cả bên trong Nga cũng không diễn ra trong tự do và công bằng, cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn bầu cử quốc tế cơ bản, và do đó thiếu tính hợp lệ dân chủ. Ngoài ra, nghị quyết nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử diễn ra trong bầu không khí sợ hãi và đàn áp và việc tổ chức bầu cử ở Ukraine bị tạm chiếm là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Từ việc không công nhận kết quả của cuộc bầu cử, nghị quyết khẳng định rằng Vladimir Putin không phải là Tổng thống hợp pháp của Liên bang Nga. Vì thế, chúng tôi kêu gọi hạn chế quan hệ với Putin trong những vấn đề cần thiết cho hòa bình khu vực, cũng như các mục tiêu nhân đạo và nhân quyền, chẳng hạn như trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị bắt cóc về lại Ukraine, hoặc kêu gọi thả tù nhân chính trị.
Các đại biểu Âu Châu cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán chúc mừng ông Putin chiến thắng trong cuộc bầu cử. Putin đã nắm quyền Tổng thống hoặc Thủ tướng từ năm 1999. Những thay đổi hiến pháp được Putin ký vào năm 2021 cho phép ông tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, nghĩa là ông có khả năng nắm quyền cho đến năm 2036. Mỹ chuẩn bị công bố hợp đồng vũ khí trị giá 6 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề US preparing to announce $6 billion in weapons contracts for Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo hai quan chức Mỹ, Hoa Kỳ đang hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng trong một trong những gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine cho đến nay. Chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị trị giá lên tới 6 tỷ Mỹ kim cho lực lượng thứ nhất. Gói này có thể được hoàn thiện và công bố ngay sau thứ Sáu, sẽ nằm trong khoản tài trợ trị giá 61 tỷ Mỹ kim cho Ukraine, được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào hôm thứ Tư. Theo hai quan chức và một người thứ ba quen thuộc với kế hoạch này, nó sẽ bao gồm đạn phòng không Patriot, đạn pháo, máy bay không người lái, vũ khí chống máy bay không người lái và hỏa tiễn không đối không để trang bị trên chiến đấu cơ. Một số thiết bị này bao gồm cả đạn dược cho hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao và hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia. Có thể sẽ không đến Ukraine trong vài năm nữa vì số tiền này được phân bổ theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo USAR, Ngũ Giác Đài cấp hợp đồng cho các công ty quốc phòng Mỹ để chế tạo thiết bị mới cho Ukraine thay vì lấy từ kho hiện có của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến sẽ công bố khoản viện trợ mới trong cuộc họp trực tuyến vào thứ Sáu với hơn 50 quốc gia tạo nên nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine. Đây sẽ là một động lực lớn sau khi Mỹ buộc phải tham dự cuộc họp hàng tháng trong nhiều tháng trong tình trạng trắng tay, trong khi nguồn tài trợ bị đình trệ tại Quốc hội. Gói này nằm ngoài gói viện trợ tức thời trị giá 1 tỷ Mỹ kim được Washington công bố hôm thứ Tư, được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang bị các lực lượng Nga áp đảo và vượt xa, trong khi ngành công nghiệp chiến tranh của Nga đang hoạt động hết công suất. Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Quốc phòng không có thông báo hỗ trợ an ninh nào để đưa ra. Những người quen thuộc với thông báo đang chờ giải quyết đã được giấu tên để thảo luận về kế hoạch nội bộ. Nga đã bắn tới 10 quả đạn pháo trong mỗi quả đạn của Ukraine bắn, trong khi kho dự trữ của Kyiv ngày càng cạn kiệt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng William LaPlante, phụ trách mua sắm khí tài chiến tranh, cho biết hôm thứ Tư, người Nga đang làm việc 3 ca một ngày, 24 giờ mỗi ngày và mọi ngày trong tuần lễ trong ngành công nghiệp quốc phòng của họ. Tùy thuộc vào người mà bạn tin tưởng, họ chi từ 6 đến 7% GDP cho quân đội, còn chúng ta chỉ khoảng 3,2%. Nhưng sau khi gói rút vốn trị giá 1 tỷ Mỹ kim được công bố hôm thứ Tư, theo nghĩa đen, hiện tại có những máy bay đang bay cùng thiết bị đến Ukraine. Ông nói thêm, tất cả những gì chúng tôi cần là Tổng thống ký vào dự luật và chúng tôi sẽ viết hợp đồng vào chiều nay. Việc rút của quân đội Mỹ các loại đạn pháo, hỏa tiễn phòng không, xe thiết giáp và hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội với tầm bắn gần 320 km thể hiện sự trợ giúp ngay lập tức hơn cho Ukraine khi nước này cố gắng ngăn chặn những tiến bộ gần đây của Nga và các cuộc tấn công hỏa tiễn ngày càng tăng vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden tháng trước đã bí mật vận chuyển phiên bản tầm xa của ATACMS tới Ukraine lần đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài 2 năm. Và Kyiv đã nhiều lần sử dụng vũ khí này để tấn công sâu vào phòng tuyến của Nga. Một trong những điều chúng ta có thể thấy là khi Ukraine được cung cấp, họ đã có thể phát huy hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Charles Brown cho biết trong một cuộc thảo luận tại Đại học Georgetown hôm thứ Năm. Khoản viện trợ tức thời và hỏa tiễn tầm xa trị giá 1 tỷ Mỹ kim theo sau động thái tương tự của Anh. Nước lần đầu tiên gửi hỏa tiễn hành trình tầm xa Storm Shadow tới Ukraine vào tháng 5 năm 2023, giúp Kyiv có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 410 km. Loại vũ khí này được phóng từ chiến đấu cơ của Ukraine đã cho phép Ukraine tấn công chính xác vào các bãi chứa đạn dược, cầu và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác nằm sâu bên trong Crimea bị Nga tạm chiếm.
Vương quốc Anh đã công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine trong tuần này, bao gồm 1.600 hỏa tiễn và nhiều Storm Shadow hơn. Pháp cũng đã gửi hỏa tiễn Scalp có tầm bắn tương tự. Một quan chức tiệp hôm thứ Năm cũng xác nhận rằng sáng kiến của chính phủ họ nhằm huy động vốn của Âu Châu để mua hàng trăm ngàn quả đạn pháo thuộc sở hữu của các quốc gia ngoài Liên minh Âu Châu đang mang lại kết quả, và đợt đầu tiên gồm các loại đạn 155 ly và 122 ly sẽ đến Ukraine vào tháng 6. Kyiv cho biết Nga triển khai 3 tàu mang hỏa tiễn hành trình tới Địa Trung Hải. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia deploying 3 cruise missile carriers to Mediterranean Sea, Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Hôm thứ Sáu, 26 tháng 4, Hải quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai thêm 3 tàu mang hỏa tiễn hành trình tới Địa Trung Hải với tổng số 20 hỏa tiễn. Tính đến 7 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024, không có tàu địch nào ở Hắc Hải, một tàu địch ở biển Azov và 7 tàu địch ở Địa Trung Hải. Trong đó có 3 tàu mang hỏa tiễn hành trình Kalib. Tổng cộng 3 tàu này mang tới 20 hỏa tiễn hành trình Kalib. Đầu tháng này, Thiếu tá Dmytro Platanchuk, phát ngôn nhân của Hải quân Ukraine cho biết, Nga đã triển khai các tàu đến Địa Trung Hải, bao gồm cả tàu mang hỏa tiễn Kalib, như một phần trong chiến thuật mở rộng hiện diện quân sự ở các khu vực khác, không chỉ ở Ukraine. Vào tháng Giêng, Hải quân Kyiv cho biết, Nga đã triển khai 3 tàu tới Địa Trung Hải, trong đó có 2 tàu mang hỏa tiễn Kalib. Vào tháng 2, Hải quân Ukraine cho biết có 2 tàu Nga ở Địa Trung Hải, trong đó có một tàu được trang bị tới 8 hỏa tiễn hành trình Kalib. Thuyền trưởng Trung tá Dmytro Platanchuk, phát ngôn nhân Hải quân nhấn mạnh rằng, chúng ta không nên quên rằng ở đó cũng có tình hình địa chính trị khá phức tạp. Chúng ta không nên quên rằng Liên bang Nga nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh địa chính trị không chỉ ở Ukraine. Vì vậy, tất nhiên họ đang cố gắng mở rộng sự hiện diện quân sự của mình sang các khu vực khác mà họ có lợi ích. Platanchuk nói thêm, Nga thường triển khai các tàu luân phiên và có sự hiện diện đồng thời của một số đơn vị ở Địa Trung Hải. Nói chung, họ có mối liên hệ hoạt động hải quân lâu dài ở đó, nên đã có mặt ở đó nhiều năm. Họ thực hiện những nhiệm vụ gì, đó lại là một câu chuyện khác, ông nói. Natalia Homenuk, phát ngôn nhân của lực lượng Ukraine ở miền nam nước này cho biết vào đầu tháng 4 rằng Nga đã hạn chế sử dụng hỏa tiễn hành trình Kalib phóng từ biển do các vấn đề hậu cần. Homenuk cho biết trong bài phát biểu được truyền thông Ukraine đưa tin hôm 2 tháng 4, đối với người Nga, việc cung cấp hỏa tiễn và bảo trì các hệ thống hỏa tiễn phóng Kalib cũng như nạp lại Kalib hiện là vấn đề khó khăn. Homenuk cho biết phần lớn cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng liên quan đến việc bắn hỏa tiễn hành trình đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, sáp nhập, nơi Nga đóng quân một phần của hạm đội Hắc Hải, được đánh giá cao. Hạm đội Hắc Hải đã bị Ukraine nhắm đến khi nước này tìm cách đảo ngược việc sáp nhập bán đảo này của Putin vào năm 2014. Kỳ hạm Moskva của nó đã bị tấn công và đánh chìm vào tháng 4 năm 2022. Vào tháng 9 năm 2023, một cuộc tấn công hỏa tiễn của Ukraine vào trụ sở hạm đội Hắc Hải ở Sevastopol được cho là đã giết chết một sĩ quan chỉ huy và phá hủy một tàu ngầm Nga. Homenuk nói thêm, việc các tàu mang hỏa tiễn đến được đó trong bối cảnh hiện nay là rất khó khăn. Macron nhận định về phòng thủ của Âu Châu, chúng ta không được trang bị để đối mặt với rủi ro. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Macron on Europe's Defense, We are not equipped to face the risk. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25 tháng 4 kêu gọi các quốc gia khác thuộc Liên minh Âu Châu tăng cường phòng thủ và xem xét lại vai trò của họ trên trường toàn cầu.
có nguy cơ Âu Châu của chúng ta có thể chết. Chúng ta không được trang bị để đối mặt với rủi ro. Ông Macron nói trong bài phát biểu tại Đại học Sorbonne ở Paris. Ông Macron nhấn mạnh rằng Âu Châu hiện thiếu tham vọng và hoạt động quá chậm trong một thế giới thay đổi nhanh chóng với đầy thách thức như chiến tranh, cạnh tranh thương mại ngày càng gia tăng và khan hiếm năng lượng cùng nhiều thách thức khác. Ông nói Âu Châu hiện đang bị chia rẽ và cần trở thành một siêu cường, có thể bảo vệ biên giới của mình mà ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ. Ông nói Liên hiệp Âu Châu phải có khả năng bảo vệ lợi ích của mình bằng chính mình nếu cần thiết và sẵn sàng chứng minh rằng họ không bao giờ là chư hầu của Mỹ. Âu Châu đang ở giữa chiến tranh và hòa bình, ông Macron nói, đồng thời nhắc nhở khán giả rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Ông Macron nói thêm, khả năng bảo đảm an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa. Nga không được phép thắng. Macron cũng kêu gọi các quốc gia Liên hiệp Âu Châu tăng cường năng lực an ninh mạng Âu Châu, thắt chặt quan hệ quốc phòng với Anh, thành lập Học viện Âu Châu để đào tạo quân nhân cao cấp và tăng cường sản xuất quốc phòng Âu Châu. Ông Macron nói, chúng ta phải sản xuất nhiều hơn, chúng ta phải sản xuất nhanh hơn và chúng ta phải sản xuất với tư cách là người Âu Châu. Macron trong những tháng gần đây đã trở nên thẳng thắn về các vấn đề quốc phòng của Âu Châu, ủng hộ việc tăng cường sản xuất quốc phòng và viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 3, ông Macron gọi việc Nga xâm chiếm Ukraine là vấn đề sống còn đối với Pháp và Âu Châu. Sau đó, ông Macron cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới Ukraine. Truyền thông cho biết số lượng máy bay không người lái của Nga ở tiền tuyến đã tăng gấp đôi sau 3 tháng. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Media, number of Russian drones on front lines had doubled in 3 months. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Sáu 26 tháng 4, phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine, Thượng úy Andriy Yusov cho biết số lượng máy bay không người lái được lực lượng Nga sử dụng trên tiền tuyến đã tăng ít nhất là gấp đôi trong 3 tháng qua. Lĩnh vực chiến tranh bằng máy bay không người lái vẫn còn tương đối non trẻ, đã trở thành một cuộc chạy đua vũ trang giữa Ukraine và Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Ông cho biết, những nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại máy bay không người lái bằng phương tiện điện tử đang trở nên kém hiệu quả hơn khi lực lượng mặc tư khoa thích nghi với những thay đổi trong công nghệ. Nói một cách đại khái, chúng ta đã chế tạo các hệ thống tác chiến điện tử ở dải tần 900 MHz. Trước đây như thế là đủ rồi. Nhưng hiện nay, lực lượng Nga đang chế tạo máy bay không người lái có tần số từ 700 đến 1.000 MHz. Thành ra, các phương tiện tác chiến vô tuyến điện tử mà chúng ta chế tạo trước đây không còn hiệu quả nữa. Ông nhấn mạnh rằng, bản thân mọi sự phát triển của máy bay không người lái đều đòi hỏi sự tiến bộ tương ứng trong công nghệ tác chiến điện tử được sử dụng để chống lại chúng. Nga có truyền thống đầu tư rất nhiều vào việc phát triển năng lực tác chiến điện tử của mình, với tốc độ phát triển tăng vọt khi cuộc chiến toàn diện chống Ukraine vẫn tiếp diễn. Khi chiến tuyến đã ổn định, quân đội của nước này đã có thể bố trí số lượng lớn thiết bị tác chiến điện tử ở nơi chúng có thể mang lại hiệu quả lớn nhất. Trong một quan điểm gây tranh cãi của mình trên tờ The Economist xuất bản vào tháng 11 năm 2023, cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đã viết rằng sự vượt trội của Nga về số lượng tài sản tác chiến điện tử là một trong những mối đe dọa chính đối với việc xoay chuyển tình thế của cuộc chiến. Nga dọa cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ để đáp trả đạo luật RIPO. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia threatens to decrease diplomatic relations with US in response to RIPO Act. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nga có thể hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu tài sản Nga bị tịch thu được chuyển sang Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói với truyền thông nhà nước Nga hôm 25 tháng 4. Đầu tuần này, chính phủ Mỹ đã thông qua đạo luật RIPO
cho phép tịch thu và chuyển giao tài sản Nga bị phong tỏa ở Mỹ cho Ukraine. Dự luật được ký thành luật cùng với dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ kim, trong đó có 61 tỷ Mỹ kim cho Kyiv. Mỹ hiện là quốc gia phương Tây đầu tiên thông qua luật bật đèn xanh tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và trao cho Ukraine. Ryabko nói, tất nhiên, không thể nghi ngờ rằng chúng ta rất nhất quán về vấn đề này, nhưng tùy thuộc vào cách các đối thủ của chúng ta tiến xa hơn trong cuộc thảo luận, bản chất của các biện pháp đáp trả sẽ được xác định. Hạ mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Phần lớn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị Liên minh Âu Châu và nhóm 7 nước gọi tắt là G7 phong tỏa đều được nắm giữ ở Liên hiệp Âu Châu. Mỹ nắm giữ khoảng 5 tỷ Mỹ kim tài sản của Nga, trong tổng số 300 tỷ Mỹ kim bị phương Tây và các đồng minh khác của Kyiv phong tỏa. Trong khi một số đối tác như Mỹ đang nỗ lực chuyển các khoản tiền này trực tiếp đến Kyiv, thì các nước Âu Châu lại do dự hơn vì lo ngại những cạm bẫy kinh tế và pháp lý. Thay vào đó, Liên hiệp Âu Châu đang nghiên cứu kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa để tài trợ cho hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Zelensky nhận định Ukraine hy vọng tiếp tục hợp tác với Mỹ bất chấp kết quả bầu cử. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Zelensky, Ukraine hopes to continue cooperation with US regardless of election results. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Washington bất kể kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới như thế nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 25 tháng 4. Mỹ sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào cuối năm này giữa Tổng thống đương nhiệm là Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh với Nga trong 24 giờ nếu đắc cử Tổng thống, nhưng không nói rõ ông dự định đạt được điều đó như thế nào. Ông cũng cho biết ông sẽ không cam kết cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine nếu tái đắc cử. Tờ Washington Post hôm 7 tháng 4 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cựu Tổng thống Trump đã nói riêng rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh với Nga bằng cách gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng Crimea và Donbass cho mặt tư khoản. Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thể làm việc với cựu Tổng thống Trump nếu ông đắc cử hay không, Zelensky nói, tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ không chống lại Ukraine. Tất nhiên có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề, bao gồm cả một số chi tiết quan trọng. Nhưng nếu chúng ta có chung quan điểm và giá trị chung thì tất nhiên chúng ta có thể làm việc với nhau. Cuộc bầu cử sẽ dựa trên quyết định của người dân Mỹ và Ukraine sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống nào họ chọn. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ hợp tác với Mỹ trong mọi trường hợp, vì đây là đối tác chiến lược và lãnh đạo thế giới của chúng ta. Zelensky đã nhiều lần mời cựu Tổng thống Trump tới Ukraine, cả công khai lẫn trong bầu khí riêng tư, để tận mắt chứng kiến tình hình nước này. Theo Zelensky, cựu Tổng thống Trump đã từ chối mọi lời đề nghị. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.